đưa lên YouTube luôn. Hello, chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình đi quay lễ ông Nguyễn nha các bạn. Đây là ông Út. Ông Út thì bán vé số các bạn ơi. Thì hôm nay trời mưa, mua bán rất là khó khăn nha các bạn. Thì các bạn gặp ông Út bán vé số cũng rất mong tất cả các bạn hãy ủng hộ ông Út. Hôm nay mình đi hai anh em mình đi nghỉ quê qua đi là có lên đây là cái mưa gió cô bác đi mua bán rất là khó khăn các bạn. Mưa nước rồi các bạn ơi, quá xa nước rồi, cô bác mua bán rất là khó khăn luôn. Thì hôm nay mình review này mình quay từ ở trên xuống các bạn. Cảnh đi là cảnh cô bác mua bán trước rồi mới là đến đi vô tới dinh ông Nguyễn các bạn. Hôm nay là ngày lễ của ông giỗ của ông Nguyễn Trung Trực. Các bạn thấy đậy lại hết trơn luôn. Mướn nền, mướn bãi bán mà gặp mưa này thôi hết ham luôn các bạn ơi. Che lại hết trơn. Hết mưa rồi. Rồi cầm đi, còn mưa không tóc. Che lại hết trơn các bạn ơi. Kéo con cha quay ra giúp đưa lên lại coi. Ừ, kéo con cha nghe. Ừ. Rồi. Bán quần áo các bạn. Quá mưa rồi. Mưa quá bán rất là khó khăn, cô bác đi cũng không được nhiều các bạn ơi. Mướn chỗ không các bạn ơi. Không có lỗ rồi. Mướn chỗ bán mà mưa cái này là thôi tiêu rồi. Ôi trời nó hồng lên. Bán kính rồi các bạn. Mưa gió quá các bạn ơi, mưa từ sáng tới giờ luôn, hai bên luôn. Còn thiếu là hai tiếng hồ sau lại quay lên có người tài trợ. Quá xa các bạn ơi, mưa đại lại hết trơn. Hết rồi, hết đường. Bắt nha, rút nha. Đi chỗ phòng. Đi chỗ phòng. Quay đó đâu kêu rồi. Nào không biết cầm thì tôi rút chưa. Hai anh em nãy giờ mắc che cái dù vậy đó các bạn. Đứng tới đây. Đó. Rút đi. Ông trốn lại chạy. Tôi đưa lên YouTube mà. Cái trốn hoài. Không biết được rút rồi chứ đâu. Không biết được rút cái dù đâu. Đẩy lên. Rồi cầm luôn đi. Rồi mưa bên bãi bán mà gì rồi các bạn ơi. Mưa giờ là người ta không có đi bởi vì ra ngoài được. Mưa sao mua. Bóp 30.000 ca các bạn ơi, dây nịch 30.000 ca luôn, một trọng luôn các bạn, 30 ca một trọng, 30 ca một bóp. Nón 25 ca một nón các bạn ơi. Dây dép luôn cô bác ơi. Đầy đủ luôn, tùm lum tá lả hết trơn, người bán nhiều hơn người mua luôn cô bác ơi.
Thế lại mà ông trời ông thử cho đám mưa quá xa rồi. Kem đây, kem đây, kem đặc biệt thơm ngon vô cùng hấp dẫn đây mà con ơi. Nào là kem cây, kem cuộn Thái Lan, kem được làm từ trái cây và sữa tươi nguyên chất. 70k một bộ luôn cô bác ơi. 3 bộ 200k luôn cô bác ơi. Xài đủ hết. Vẫn còn mưa lắc cắt, vẫn còn bị ướt cô bác ơi. Rồi mền dối luôn, đủ loại luôn, quần áo luôn, bán tá lả tùm lum hết chân, người bán nhiều hơn người mua luôn cô bác ơi. Trời mưa này là thấy cảnh khổ lắm rồi. Mướn nền mướn bãi bán mà kiểu này là rồi rồi. Tới chùa Tây An nha cô bác. Thế mặt đây coi. Ê, 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 thế mặt đây coi. Tới chỗ Tây An luôn cô bác. Đi chùa không? Đi vòng vô chùa không? Bây giờ xuống cái gì hả? Vòng vô chùa luôn đi cái ha, mình vòng lại đằng ông cụ Nguyễn. Đây là bãi đãi xe, mình đãi xe của chùa nha quý vị. Các bạn để xe rất là to, rất là rộng. Bảy đâu? Phải không? Bảy không hút. Bảy bảy. Bảy nào? Bảy bảy. Em mua bảy bảy. Ông đó bảy bảy. Đầu. Đó đó rồi đó. Đó là cầu đó cầu đi. Đây là ca sĩ bảy quý vị. Nghệ sĩ chứ không? Con nãy giờ cứu đồ sao? Cái gì? Con nãy giờ cái gì? Con bò tiếp hả? Bây giờ ra bị nước. Hết nổi cái gì hả? Chẳng nào nghỉ chút hả? Đây là chú bảy ấp xử. Chú bảy chào cô bác, chú bảy ơi. Chào cô bác. Con cũng chào chú bảy luôn, con đi vô trong. Con đi vòng hai bên vườn. Đi quay mà mắc đem cái dù theo thủ của cô bác ơi. Chứ thôi là ổng đổ mưa xuống ướt nữa. Mưa mới có từ sáng tới giờ thôi. Trong này thấy đông đông vui vui là mình vô trong này thử coi. Vô đây là mình đi vòng vô hậu viên của chùa Tây An nha quý vị. Cái lát mình bọc ra cái mình đi lại đằng ông Nguyễn luôn. Một năm mới có một lần quý vị ơi. Anh em nào vào xem like share anh em ơi, ủng hộ kênh anh em ơi. Cho mình một like, một share, một chia sẻ, một đăng ký anh em ơi. Đây là khu đẩy nước của bên chùa nha các bạn. Đó là anh Điền đứng đó, anh Điền sẽ tải ra. Trong này đông đông vui vui các bạn ơi. Nãy giờ mưa cô bác vô rút vô trong này và trúng mưa. Cho nên ngoài chỗ mua bán rất là ít người. Đây là khu đãi ăn của chùa Tây An các bạn. Đứng đây mình quay chút xíu đó các bạn ơi, đi vô trong đó. Đây là các bên khu tiếp tân. Nước. Nước cam quý vị. Rất là vui. Ở đây là khu để ăn trong này các bạn ạ. Lát mình đi vòng qua bên kia luôn. Đi vô đây nè. Trời quá. Qua bên kia cái mình đi bọc ra. Đó.
mình quay cho giáp luôn các bạn, từ ở chùa cho đến chỗ cụ Nguyễn luôn. Đi lên, đi lên, đây là bắt hai, bắt hai trên rồi đây. Đâu? Bắt hai thông, hai thông. Mình có biết ổng đâu à? Hai thông, hai cọp. Đây là các tiền gối đang hội ngộ, làm đạo. Mình đi vòng qua bên kia. Thì là hết khu đại an của chùa Tây An các bạn. Giờ đi mình đi vòng qua hậu viên các bạn ơi. Mình review cái đầm sen này, cái hậu sen của chùa các bạn. Đi vòng qua bên kia. Có giọng nghỉ ngơi luôn các bạn ơi. Đây là hậu viên chùa Tây An, chỗ nghỉ ngơi của các chào đệ. Này, dạ. Hôm nay đệ đâu quay đệ? Dạ em ở trong mương chùa Tây An nè. Dạ. Dạ. Anh lên anh Thanh Minh Tuấn thì có khoảng 2 tiếng hồ sau nữa em up lên. Dạ. Và có giọng nghỉ ngơi các bạn sau hậu chùa Tây An. Nhập giọng lên các bạn ơi. Không có. Ở chỗ cho cô bác nghỉ ngơi nằm ngủ luôn các bạn ơi. Giảng đạo nữa kìa, đó, giảng đạo nữa cô bác ơi. Bên nào? Đâu? Để mình đi vô, bên đó mình đi rồi. Không có, đi này nè, mình đi trong chùa, mình đi ra luôn. Đây là mình quay cái chuông các bạn ơi. Quay chuông chùa. Quay phải nói là dài là dài. Dạ. Đây, đây là cái chuông chùa Tây An các bạn. Đó. Bốn trụ rùa cổng cái chuông các bạn ơi. Đâu rồi xã nào? Chuông kém vô. Bốn trụ rùa cổng cái chuông. Tiếng hồ sao là có đâu rồi. Đại Thần Trung. Đại Thần Trung của chùa Tây An cổ tự các bạn. Vô dở giáp lên, xách giáp. Trong là vô tới đến trong chùa các bạn. Là cúng các bạn. Là hình của Đức Phật này. Đây là tổ tiếp khách của chùa các bạn. Và cần tiếp khách. Bác đến cũng chùa cũng rất là đông. Yeah.
là của quyền đó. Cô bác đến cũng là đồng các bạn. Thích chơi ở đây là ông muốn dùng lên cái bản thì không biết. Nhưng mà đây đứng lên cái tôi nói anh thấy như là cái gì vô đây thì cô bác đang cúng mình cũng không có nói lớn được các bạn ơi. Có bà cụ nữa. Rồi mình ra trước các bạn ơi. Bây giờ mình đi vòng vòng từ từ vòng vòng lại đằng Vinh ông Nguyễn các bạn. Lại Vinh cùng Nguyễn. Thôi con gửi nhỏ đi, con gửi con lấy tí 20 đây. Có bình ông đẹp trai đó, đẹp á. Đây ông tắm nha, con gửi nhỏ cho. Ông đắm con tắm coi. Ừ. Đây đây đây, ngồi lại đây lấy con gửi ngay đây là cái tí. Đây là bản Chùa Tây An tổ tự các bạn. Dạ bao đẹp. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Ok. Bỏ lại. Nhỏ. Không quỳ cùng lại. Không hổ. Đây là gốc bồ đề. Gốc cây đa rất là to các bạn. Trong năm 1952 các bạn. Bồ đề Ấn Độ. Cây rất to các bạn. Rồi bắt đầu mình đi vòng lại đằng Vinh Cụ Nguyễn các bạn. Đi. Tôi đừng che mà nội. Thôi cái đó đừng không. Bánh bao luôn các bạn ơi. Giá ngày hết mưa rồi, cô bác ra đường nhiều loại các bạn. Đây là cây cầu dân sinh các bạn. Nước các bạn mưa
vừa vừa đất như là ổ các bạn. Hiểu các bạn ơi. Coi luôn. Quá xa nước rồi. Cho giáo ở xa, cho bà con ở gần, cho người thân trong gia đình. Nhân bánh luôn các bạn. Đây là chợ Long Thành 2 các bạn. Bán đồ tôi nói quá trời luôn mà mưa kiểu này có bán được gì đâu các bạn ơi. Quá xá luôn các bạn ơi, đồ đạt không à, mà đồ này mình mặc không được. Phải có vợ mua cho vợ mặc được, ngày có phải không có vợ các bạn ơi. Quá kìa. Quay lên giờ con chú ấy. Quay đó giờ mà xuống đi. Dạ cảm ơn anh rất nhiều. Đây là tiếp tăng nước các bạn. Đấy, xuống rồi đó. Đây là tiếp tăng nước ở Vinh Hưng Nguyễn. Quá xa dày luôn các bạn ơi. Vàng vòng tùm lum tá lả hết.